Ngọc Dung thấy thì hiện nay các bạn đã áp dụng các biện pháp trên, chẳng hạn như là vừa chia sẻ đó chính là giảm, chúng ta giảm eo bằng cách là nhịn ăn, hoặc là phương pháp nữa là tập thể dục, nhưng mà hiệu quả lại không cao. Chính vì thế mà các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cũng như là bác sĩ Nguyễn Hiền Bảo Khanh vừa chia sẻ là chúng ta có thể là thực hiện là hút mỡ, cắt da mỡ thừa lại được chị em khá là quan tâm nữa. Thì bây giờ thì xin mời bác sĩ hãy chia sẻ rõ hơn về những cái cách mà bác sĩ vừa chia sẻ này ạ. Thực sự là sau khi mà bạn đã áp dụng hết tất cả các biện pháp trên mà vẫn không thể giảm được cân thì bạn nên nghĩ tới, ví dụ như nếu mà vẫn có cái nhu cầu mà giảm cân á, thì bạn nên nghĩ tới những cái phương pháp như là hút mỡ hoặc là cắt da mỡ thừa. Và đó, dĩ nhiên là tất cả những cái thủ thuật và phẫu thuật này đều phải được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa và trong những cái bệnh viện chuyên khoa về thẩm mỹ đó. Ví dụ như trong cái hai cái cánh đó thì hút mỡ vẫn được mọi người vẫn được các bạn, các bà mẹ sau sinh lựa chọn hơn. Yeah. Tại sao? Tại vì nó xâm lấn tối thiểu. Các bác sĩ chuyên khoa chỉ cần sử dụng những cái đường rạch rất nhỏ trên cơ thể để hút, và vừa sử dụng những cái máy móc hiện đại để đánh tan mỡ đi và hút nó ra theo những cái đường rạch rất nhỏ, khoảng tầm 2 đến 3 ly. Thì đó là cái thủ thuật, mà một cái trong những cái kêu không thủ thuật thì cũng không đúng, nó là một cái phẫu thuật nhưng mà nó xâm lấn và nó tổn thương rất ít. Còn kế đó nữa là sau khi mà mình sinh con hoặc là mình mập quá mức thì nó sẽ gây một cái tình trạng là da nó chảy xệ và gập gốc, chẳng hạn dùng ngực, dùng tay, dùng bụng, thì lúc đó thì phải làm một cái phẫu thuật lớn hơn, đó là cắt da mỡ thừa, thậm chí là hút mỡ xong rồi cắt cái da mỡ thừa đó đi. Yeah. Thì đó là một cái phẫu thuật lớn hơn nữa. Thì để thực hiện được những cái phẫu thuật như vậy thì đòi hỏi bạn phải vào những cái bệnh viện chuyên khoa lớn để thực hiện cho nó an toàn. Dạ. Quan tâm tới vấn đề về hút mỡ hoặc là cắt da mỡ thừa thì tin hẳn là các bạn đọc đang suy nghĩ trong đầu là không biết là các biện pháp này thì nó có đau hay không và hiệu quả của nó sẽ như thế nào ạ? Thật sự thì đó là những cái phẫu thuật xâm lấn. Khi mà mình đã xác định là tất cả những cái biện pháp kia mà nó không hiệu quả rồi á, thì chúng ta mới tiến hành là thực hiện những cái đó. Đó là những phẫu thuật xâm lấn và hiển nhiên là hiệu quả nó rất rõ rệt. Và cái hiệu quả trước mắt là bạn sẽ mất đi tất cả những cái lượng mỡ trong cơ thể của mình sau khi được bác sĩ thực hiện, thì bạn sẽ mất đi. Và hiển nhiên mà để giữ được cái tình trạng như vậy á, thì bạn phải áp dụng ngược lại các phương pháp như trên, thí dụ như là vẫn phải điều tiết ăn uống, vẫn phải tập thể dục để giữ. Chứ mà sau khi bạn làm xong mà bạn vẫn cứ ăn uống và bạn vẫn lười vận động thì chắc chắn một thời gian sau nó sẽ tăng mỡ trở lại. Còn thực sự là cái phương pháp đó, tất cả gần như là hiện tại bây giờ khi mà bạn vào bệnh viện chuyên khoa thì sẽ có những hai cái cách để thực hiện nó bằng cái phương pháp gây tê hoặc gây mê. Và đa số là mọi người nói chung là gây tê gây mê đều cái lúc thực hiện thì bạn sẽ không có cảm giác đau, nó ít. Thí dụ như với cái trường hợp hút mỡ thì nó cũng nhẹ nhàng và bạn sẽ cái thời gian nó phục hồi sẽ rất nhanh hơn, bởi vì nó là cái phẫu thuật khá đơn giản và với những cái đường mổ rất nhỏ để thực hiện cái phẫu thuật đó. Còn với một cái phẫu thuật mà cắt da mỡ thừa bụng thì cái đó thì nó sẽ lớn hơn và với cái đường rạch rộng hơn, hiển nhiên nó sẽ đau hơn nhưng mà cái thời gian phục hồi nó sẽ chậm hơn. Cho nên đều phải được thực hiện ở bệnh viện chuyên khoa để bạn đạt được cái sự an toàn cao nhất. Còn tất cả những cái mà như hồi nãy mình đề cập, mình sử dụng những cái máy móc không xâm lấn á, thì mình có thể thực hiện ở những cái spa thẩm mỹ viện, ở những cái nơi đó thì nó không xâm lấn, không gây chảy máu, thì cái thời gian phục hồi nó nhanh, hiển nhiên là cái hiệu quả nó vẫn không bằng những cái phẫu thuật xâm lấn tuyệt đối như trong bệnh viện. Dạ, thưa bác sĩ vừa chia sẻ về các cách để giảm eo không xâm lấn, còn đối với cách giảm eo mà có phẫu thuật có xâm lấn thì mình cần có chế độ chăm sóc sau đó như thế nào và cần phải có lưu ý gì ạ? Thực sự là đa số những cái phẫu thuật mà có xâm lấn để giảm eo thì khi mà bạn
thực hiện đều phải được thực hiện trong bệnh viện, và tối thiểu bạn cũng phải ở trong bệnh viện 24 tiếng để đảm bảo nó an toàn. Thì vấn đề là ở trong bệnh viện thì bạn sẽ được chăm sóc, bạn sẽ được cho uống chích kháng sinh và kháng viêm, rồi sẽ khi mà đối với cái phẫu thuật như là hút mỡ chẳng hạn, thì khi mà để bơm cái lượng mỡ vào, để lấy cái lượng mỡ ra thì phải bơm một cái đường dịch vào để cho nó loãng mỡ ra, thì nó cần phải có thời gian để cái dịch đó nó thoát lưu ra, cho nên bắt buộc bạn phải được chăm sóc trong bệnh viện khoảng tầm 24 tiếng, cho nên không thể về liền được. Đấy. Còn đối với những cái phẫu thuật như cắt da mổ thừa bụng thì thỉnh thoảng bạn vẫn phải được đặt những cái ống dẫn lưu để thoát dịch, thì vẫn phải ở trong bệnh viện và được chăm sóc riêng. Đấy. Chứ không phải giống như là làm những cái phẫu thuật không châm lấn là bạn có thể làm xong bạn có thể về liền được. Theo như một số bạn bè cũng như là người thân xung quanh đã có từng phẫu thuật này thì họ có hay đeo gen sau khi mà thực hiện phẫu thuật, thì không biết là cách làm này có đúng hay không, và bác sĩ có nhận định như thế nào ạ? Đúng rồi. Vấn đề là sau khi mình lấy cái lượng mỡ ra khỏi cơ thể thì trong cơ thể mình sẽ có một cái khoảng trống do lấy mỡ, cho nên bắt buộc các bạn phải bận gen trong vòng 24 đến 48 tiếng, là gen xíu rất chặt. Rồi sau đó một thời gian là bạn sẽ bận gen lỏng để hỗ trợ da co rút, thì cái gen đó nó sẽ hạn chế được đau đớn, cộng với lại nó sẽ làm cho bạn thoát dịch ra khỏi cơ thể nữa. Đấy, thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn, giảm đau hơn.